Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Raider 150 nâng cấp dàn chân phù phiếm Titan đến từ Baker nước bạn. Cái chiếc Raider dọn hôm nay chính là một trong những cái bản độ đặc sắc khi nó mang cho mình vô số những chi tiết gia công từ hợp kim Titan đắt đỏ, hoàn toàn mặc kệ cái sự lên ngôi vật liệu là inox thịnh hành hiện nay. Người chủ của chiếc Raider đội hôm nay vẫn mực mực trung thành chất liệu Titan và còn phủ kính chiếc xế bằng những trang bị hàng hiệu. Từ cái dàn chia đông của chiếc Raider đội hôm nay, vị trí toát lên được cái sức hút đặc biệt khi cái sự cướp mặt tức cụm thắng của Trang Bumbrick Rossi đi cùng với cụm con của Kenhen Abasa, một bộ đôi cụm sở cho mình cái cốt kẻ của Senta trang trí. Đặc biệt ở vị trí cụm thắng nó còn nhắn nhá thêm cái nấm chỉnh thắng của tiếp em, cho phép người chủ có thể chỉnh được cái biên độ Sài Gòn hoặc thắng trong cái lúc đang chạy xe. Món đồ chơi Titan đầu tiên mình muốn giới thiệu đến anh em đó chính là cái bình dầu chế tác hoàn toàn vật liệu này, trông cũng rất đẳng cấp hơn rất nhiều so với những chiếc bình dầu khói phổ thông dễ dàng bắt gặp hiện nay. Cái cụm công tắc hai bên là những món phụ tùng tháo xe, vốn dĩ thuộc về phiên bản là Ducati 899 Barclay với rất nhiều những cái nút bấm. Nó được gắn hoàn thiện để khai thác được cái triệt để những cái chức năng như là Passin hay tắt máy nhanh. Cái cụm ca nguyên bản cũng được thay mới bằng cụm ca của Motion Pro, cốt cán hành trình ra để có nước đề bài nhanh hơn. Chưa hết, ở đây chúng ta còn thấy cái sự hiện diện lấp ló của mô sườn MST ngay tại cái phần lườn giữa, một cái món đồ chơi hé lộ được nội công mạnh mẽ của động cơ của chiếc Raider đội hôm nay. Yếu tố không gì khác ngoài cái họng xăng của IC thay mới hoàn toàn chất bình xăng con, với công nghệ FE hỗ trợ cho người thực hiện cái chiếc Raider trong mưa đội hôm nay để canh chỉnh lại cái chu kỳ phun sáng lửa một cách dễ dàng hơn. Họng xăng này không những ở dụng cái lọc gió mà còn có thể nạp khí trực tiếp từ bên ngoài bằng cái bộ lọc kèn CC. Vốn dĩ sinh ra lắp đặt cho vị trí dàn tay lái với hành trình là 7m, tuy nhiên người chủ của chiếc Raider đội hôm nay đã đem cái dòng trình lực của DB đi bố trí ở phần sườn xe, giúp cho hỗ trợ được cái bộ phát CC gia công chính xác hơn, giúp trợ lực có thể phát huy được hiệu năng ổn định tay lái và tránh được ảnh hưởng tới phần cốc lái. Cái dàn chân của chiếc Raider đội hôm nay đã trải qua quá trình giảm cái phần trọng lượng đáng kể, với phục trước quay lại cái bồng vỏ, trong khi bộ niềng đến từ Dini Professional Cream cũng được làm từ nhôm. Phục trước đã được hạ thấp đáng kể, mục đích chính là giúp người chủ có thể có tư thế ngồi chậm nhiều hơn. Hệ thống thắng trước đánh dấu cái sự hiện diện của cái con hàng của Rainbow Bridge Moto 3 đi cùng đĩa thắng của Rainbow 220. Cái chiếc đĩa thắng này đặc biệt có 3 cái lỗ gắn phần ốc đĩa, khi gắn nó phải gia công thêm một cái bộ đùm riêng để phù hợp với kết cấu cái lỗ ốc này. Khi nhìn ngắm cái chiếc cái độ thì anh em nhận ra toàn bộ chi tiết ốc vật liệu là Titan hết. Ngoài ra những cái bộ phận như là cốt bánh hay là van bồi hay chân chấm cũng được làm từ vật liệu này. Một điều đáng chú ý phải kể đến chính là bộ cấp Titan sắc sảo, nó cũng như các bộ phận khác thì nó cũng được làm từ phương pháp là thủ công, vừa đẹp mắt vừa có trọng lượng nhẹ hơn rất nhiều so với những món phụ tùng nguyên bản. Hệ thống treo sao thấu cho mình cái phục giống Olin đẳng cấp, tạo ra sự im máy và khả năng chăm sóc rất ổn định cho những cái nấm chỉnh hỗ trợ người chủ có thể cài đặt tùy theo cái nhu cầu ở dùng của bản thân. Cũng còn có thắng đùm ở bên kia thì được người chủ nhá hàng bằng cái máy đùm CNC đi kèm với càng thắng lẫn cái đũa chịu cái đùm lên làm từ vật liệu Titan cũng sặc sỡ. Cây bộ Titan Cool Mahachai hiện đang nắm giữ nhiệm vụ truyền dẫn khí thải cho cái động cơ siêu mạnh của chiếc xe hôm nay. Có động cơ mang cho mình một cái bộ lồng CNC gia tăng thêm cái thể tích buồng đốt, hành trình lẫn cái đường kính piston đều lớn hơn so với cái động cơ nguyên bản. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng em ấy lần nữa nhé. X4 1/10 nâng cấm bộ cánh cực đẹp tại thị trường Việt Nam. Cái chiếc X4/10 độ hôm nay mình chuẩn bị giới thiệu các bạn, tuy không được trang bị quá nhiều đồ chơi khủng nhưng với cách phối màu độc lạ đã làm cho con xe trở nên nổi bật và lạ mắt khi xuất hiện ở trên phố. Cái chiếc X4/10 độ hôm nay sẽ cho mình cái bộ áo cực kỳ phong cách, chế phần nhiều bóng được sơn là cái gam màu xanh xi măng đang rất hot thị trường, đi kèm với đó là toàn bộ cái phần nhựa nhám cũng được xử lý lại bằng sơn với cái tông màu vàng neon cực kỳ nổi bật. Nếu cái tông màu này cũng độc nhất Việt Nam hiện nay cũng không bởi sai, bởi hầu như chưa ai đã dọn cái cách phối màu này. Dàn chân để xuống cái mâm Rainbow 8 cây các bạn là 2 đĩa sản xuất dành cho cái dòng X-Tram 5 số ở dụng, nên chế qua cái dòng phiên bản 150cc, người thợ phải canh chỉnh cũng khá nhiều, hầu hết các chi tiết như là cục canh ống chỉ phù hợp với chiếc xe. Vị trí tận dụng cho mình cái bộ quay S bình dầu rời với tổng chiều cao là 208, nó được sản xuất dành riêng cho cái dòng X-Tram sử dụng, đi kèm với chế độ tăng chỉnh để kiểm soát hành trình đàn hồi của phục, phù hợp nhu cầu ở dụng của bản thân.
cái mẫu phục này là phiên bản cũ nên vẫn còn có dựng cho mình cái tem dán, trong khi cái bản mới hiện nay đã cắt laser trực tiếp trên cái phần bình dầu. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để tiếp nhớ like, subscribe.